Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà đã tiếp Chánh văn phòng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Damian Murphy. Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà vui mừng chào đón Chánh văn phòng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Damian Murphy đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh hai bên cam kết tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà mong muốn cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thiết lập các cơ chế đối thoại, trao đổi chính sách với Quốc hội Hoa Kỳ, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy cũng như vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chánh văn phòng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Damian Murphy nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa hai quốc hội, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Damian Murphy cho biết, năm 2025 sẽ là năm Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, là cơ hội tốt để hai nước thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.